Đồ gỗ mỹ nghệ Trường Minh xin kính chào các bác. Hôm nay là một cái buổi tối thứ ba này, hôm nay em xin được lên một cái clip mà giới thiệu với các bác một vài các tác phẩm Đạt Ma và Cụ Thọ và Di Lặc. Đó là một vài cái tác phẩm được chế tác trên những cái chất liệu như đây là các bác đang nhìn trên màn hình, các bác là một tác phẩm Đạt Ma được chế tác trên một cục gỗ cẩm. Em làm 3 pho thì bán 2 pho rồi, còn một pho này, một cái pho được một cái dáng thiết kế rất là đẹp luôn, và hàng này hoàn toàn là liền khối các bác nhé, hàng hoàn toàn là liền khối ạ. Đây các bạn nhìn này, hoàn toàn liền khối, được chế tác trên cục gỗ cẩm rất là đẹp luôn, mà dáng thiết kế cụ thì rất là tuyệt vời. Đây, cái gậy này cũng là liền theo cục gỗ, cái gậy là dài hẳn ra ngoài cũng là liền theo cục gỗ nhé, không phải chắc các bác nhé. Một tay cụ cầm gậy này, một tay là cầm bát này. Đấy. Tay cầm gậy, tay cầm bát, đây cái táo đục kinh bong bay ra ngoài này. Đây bên dưới em đã lên một kỷ em này, đã lên kỷ về các bác chơi rất là đẹp luôn, mà chắc chắn luôn em báo giá luôn là tác phẩm này em bán là chỉ có 2,5 triệu, 2,5 triệu tác phẩm này nhé. Em sẽ đo kích thước và cái chiều cao của tác phẩm này luôn. Tác phẩm có kiểu chiều cao là 85, chiều cao 85, chiều rộng là 32, cao 85 rộng 32 và chiều sâu là 16, cao 85, rộng 32 và sâu là 16. Một cụ Đạt Ma được chế tác hoàn toàn khối trên chất liệu là gỗ cẩm, hàng đục khá là kinh bong luôn, dày dặn một kinh bong. Em sẽ đi vào đường nét chi tiết cho các bác nhìn chất vân của gỗ cẩm rất là tuyệt vời và đẹp luôn. Và chúng ta sẽ đi vào cái thứ nhất là diện mặt này. Đây các bác nhìn này, chất vân cẩm này, một tay cũng cầm bát này. Cái gậy dài này ra cũng là liền hết các bác nhé, không phải chắp nhé, không ai tự nhiên đi chắp dài bằng cái gọi đấy là gỗ tự nhiên như thế đấy. Đây vân cẩm này rất là đẹp luôn, gỗ gần như không có vết đâu. Đấy. Cao 83, rộng 32 và sâu là 16, em bán là 3,2 triệu. Đây ạ, đục sâu đấy, sâu bên trong này, sâu bên trong này. Rất là tuyệt vời luôn, rất là tuyệt vời luôn. 2,5 triệu các bác nhé, 2,5 triệu nhé, 2,5 triệu. Đây táo này, táo bay phấp phới này, táo bay phấp phới này. Còn đây là mặt sau gỗ này, đây là mặt sau gỗ này, mặt sau gỗ chỉ có 2,5 triệu thôi. Đấy. Cao 83, rộng 32 và sâu là 16. Tiếp theo em sẽ lên một tác phẩm tiếp theo, vì là một cái clip sẽ giới thiệu mấy tác phẩm liền, thì các bác ưng được tác phẩm nào thì chúng ta sẽ chọn tác phẩm đấy. Tiếp theo em sẽ lên một cụ thọ, một cụ thọ, một cụ thọ được chất liệu là gỗ lũa hương, được chế tác trên một cục lũa hương, một cục lũa hương các bác nhé. Đây các bác sẽ chú ý xem thì em sẽ bê cụ lên. Một cụ thọ khá là to, kích thước khá là to và cao luôn, được chế tác trên một cục lũa hương. Đây. Rất là khổng lồ luôn. Cục lũa hương rất là đẹp luôn. Đây các bác nhìn thấy. Bây giờ em sẽ đo lên, bởi vì kích thước khá là cao nên là cái góc máy nó không quay hết được sản phẩm. Đây là cái vân lũa hương này, rất là tuyệt vời luôn. Vân hương như cẩm luôn này. Rất là đẹp luôn. Đấy, nhà bác nào chưa cụ thọ thì có thể chơi cụ này, hoặc có rồi chúng ta có thể chơi thêm vài cụ nữa cũng được. Thứ hai là diện mặt này, bức này cái gỗ được cái chất gỗ rất là đẹp luôn. Diện mặt của cụ này, đây là diện mặt này, tay cụ cầm một quả đào này, đây ngón tay này cầm quả đào, vân quả đào này, các bác nhìn vân này. Lũa hương thì bao giờ nó cũng có chất gỗ rất là đẹp luôn. Đây còn bốn xung quanh là cái da gỗ tự nhiên này. Đấy, để chế tác trên một cục lũa, được cái da sần sùi rất là đẹp luôn. Cụ này chiều cao khá là to nhé, em cũng báo giá cụ này luôn cho các bác này. Cụ này em bán là chỉ có 2 triệu, 2,7 triệu cho cụ này thôi, 2,7 triệu nhé. Đây này, các bác có thể nhìn thấy là cái vân gỗ này rất là tuyệt vời luôn nhé. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn như cả. Đây là cái da gỗ lũa này, da gỗ rất là đẹp, da gỗ cực kỳ đẹp luôn ạ.
đấy, 2,7 triệu một cụ thôi, liền hết các bác nhé, không chắp ghép ạ, hàng liền hết đây. Gốc lũa tự nhiên mà, lũa thì bao giờ nó cũng cho ra một cái vân rất là đẹp và cái đường nét rất là kỳ dị luôn, rất tuyệt vời. Rồi em sẽ đo kích thước cụ này nhé, 2,7 triệu các bác nhé. Bác nào yêu thích cụ thì có thể gọi điện cho Trường Minh để xuất cụ về. Em sẽ đo kích thước cụ thọ này, có chiều cao là 1m99 mm, chiều cao 99, chiều rộng này 30, rộng 31 và sâu là 30, chiều cao là 99 các bác nhé, chiều cao 99, rộng 31 và chiều sâu là 30, gỗ khá là dày, được chế tác trên một cục lũa, lũa hương. Vào tôi chơi hàng lũa thì có thể chơi những cụ như này, lũa hương rất là đẹp luôn, dáng thế từ dưới lên trên rất là đẹp luôn, và cụ có một cái chất gỗ và diện mặt rất là đẹp, dáng thế rất là tuyệt vời, chất vân thì không chê đâu được. Đây chỉ có 2,7 triệu của cụ này thôi, rất là to đấy ạ, rất là to và đẹp luôn, 2,7 triệu các bác nhé. Đấy, bác nào yêu thích cụ thì có thể gọi điện cho để chốt cụ về chơi. Ở lũa hương thì nó được cái chất vân nó rất là vít, và thứ hai là cái chất gỗ rất là cứng cáp luôn, thì các bác chơi yên tâm với cái độ bền của gỗ theo thời gian, không mà hỏng được, không như là những cái dòng gỗ khác mà chúng ta sợ. Dòng này thì chơi rất là yên tâm luôn. Đấy, một cụ thọ 2,7 triệu, và em cũng sẽ giới thiệu thêm một cụ thọ nữa, một cụ thọ luôn cho các bác chơi, thì có ba cụ thọ mà, hai cụ thọ mà. Một cụ thọ nữa đây, em sẽ giới thiệu thêm một cụ thọ nữa tại vì thấp hơn cụ kia một ít, không cụ kia một ít, cụ này nhỏ hơn cụ kia một tí nhưng mà gỗ cũng rất đặc, cũng là lũa hương. Cụ này thì nhỏ cũng kia một tí này, rất đẹp luôn các bác nhìn nhé. Đây là một gốc hương này, trên là cành đào, đào liền nhé. Đây là cái da gỗ tự nhiên này, da gỗ tự nhiên này. Đây mặt trước tác phẩm này, mi đục kinh bong, mi đục kinh bong hết. Cụ này em báo giá luôn là cụ này em bán 1,9 triệu các bác nhé, 1,9 triệu cụ này ạ. Đây các bác có thể nhìn này, trên là quả đào, dưới là diện mặt này, diện mặt của cụ này đục rất là hoan hỉ luôn, nụ cười rất là hoan hỉ luôn. Tay cầm gậy này, một tay cầm quả đào này, lá đào này, đây là vân gỗ này, vân gỗ rất đẹp ạ, vân gỗ cực kỳ đẹp ạ. Đây là cái gỗ đặc luôn nhá, gốc đặc. Hàng này thì nó không phải hàng lũa, hàng này là gốc cây hương đặc luôn, gốc hương đặc. Đây các bác thỉnh cái da tự nhiên này, da này nó rất là cứng, trông này thôi nhưng mà cái da này tự nhiên nó bào mòn, nó cứng lắm, không còn có gì có thể hỏng được nữa. Đấy, không còn cái gì có thể hỏng đâu ạ. Cụ này chỉ có 1,9 triệu thôi, ai cũng có thể chơi được. Chơi cái hàng này để các bác là, thứ nhất là mình không giống ai, thứ hai là cái độ bền theo thời gian nó là vĩnh cửu. Độ bền thời gian là vĩnh cửu. Này cao 83 này, cao 83, rộng 30 và sâu là 30 các bác nhé, cao 83, rộng 30 và sâu là 30. Em bán là chỉ có 1,9 triệu cụ này thôi. Các bác nào ưng cụ nào thì có thể lấy cụ đấy. Một cụ 2,7 triệu và một cụ 1,9 triệu. Mỗi cụ một kích thước, một mẫu mã, một kiểu dáng khác nhau. Toàn bộ là vân tự nhiên rất là đẹp. Bác nào kết cụ nào thì gọi điện cho Trường Minh nha. Hẹn gặp lại các bác vào tối thứ tư ngày mai nha. Tối thứ tư ngày mai sẽ có rất nhiều hàng mới cho các bác chơi luôn. Rất đẹp luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nha. Các bác lưu ý là tối thứ tư, thứ bảy là bên em livestream trực tiếp vào tầm 8 giờ hơn nha. Rất nhiều siêu phẩm để chờ đợi các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.